Xin chào quý vị và các bạn. Các bạn đang theo dõi chương trình cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trên kênh YouTube Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin chi tiết. Quý vị và các bạn đừng bỏ lỡ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 29 tháng 8, phía Tây Bắc Bộ mưa rào đến mưa to. Còn phía Đông Bắc Bộ ngày nắng nóng, chiều tối mưa rào. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng, có nơi nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, có lúc mưa rào và dông, chiều và tối mưa to đến rất to. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước như sau. Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất 33 đến 36 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ C, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ C. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ thấp nhất 19 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất 29 đến 32 độ C. Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ C, có nơi trên 33 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh từ sáng đến trưa trời nắng gián đoạn, về chiều tối mây dông phát triển gây mưa ở một vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 24 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất 32 đến 33 độ C. Thông tin cập nhật vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Chúng tôi mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị dành cho kênh YouTube Báo Người Lao Động. Cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại ở những chương trình tiếp theo.